Ê, con kính thưa chư vị khúc mắt khúc mài, con là người chẳng mắt thịt, nếu như con lỡ điều gì mạo phạm kính mong chư vị. Anh em người chồng mắt thịt. Người chồng mắt thịt gì cái mặt đen thui vậy? Quên. Không, tôi không tin. Nếu mà cô làm người chồng mắt thịt sao cô vô nhà tôi trong khi tôi đã khóa cửa rồi? Em cái họ của anh nè. Anh Vinh đưa chìa khóa em vô nhà. Cái gì? Em cái họ của anh nè. Cái họ hả? Dạ đúng rồi. Ừ, có chân vẫn chậm đất. Không phải người anh. Cái họ gì là sao em nói cái gì vậy? Anh Vinh đưa chìa khóa cho em vô nhà hả? Dạ đúng rồi. Sao em nói những gì mình hết trơn người ta? Em là em gái họ của anh thiệt không? Dạ thiệt, em là em gái họ của anh nè. Em á, em là con của dì Năm nè. Là chị gái của thím Sáu. Là con gái của bà Ba, là cháu ngoại của bà Bảy dưới miệt vườn á. Khoan. An ơi, An, tỉnh táo lên nè. Tỉnh táo lên An. Mấy cái khúc này là bị thâu túng tâm lý đó An. Tỉnh táo lên. Rồi. Mấy cái khúc mà giới thiệu profile này và về cái gia phả dòng họ mình nói chậm thôi. Ok. Dạ, em là cháu ngoại của bà Bảy. Bà ngưng. Cháu ngoại bà Bảy. Là em dâu của mợ chính. Em dâu mợ chính. Là cô của thím 10. Qua tới bà 10 luôn rồi. Bây giờ vậy nè. Bây giờ nói chung là em là em của anh đúng không? Anh Vinh đưa chìa khóa cho em vô nhà đúng không? Dạ. Đứng yên đó để anh gọi anh thông báo, anh xác minh một cái là được nha. Em không cần nói nữa đâu. Trời ơi, anh Hai hả? Anh Hai cho ai vô nhà vậy? À, tôi nói mày tôi quên. Có con bé Thảo ở dưới quê cháu bà Ba bà Bảy. Thôi đi. Cái gì mà bà Bảy bà Mười gì tùm lum hết. Rồi, nói chung á là em họ của anh. Thôi được rồi, cùng họ là coi như em rồi vậy ha. Vậy nha. Chắc mặt quá. Anh có sao không anh? Anh khi mà anh check lại cái profile của em, anh hơi bị tiện đình chút xíu thôi, không sao hết. Nói chung là bây giờ là em cùng họ với anh là em anh rồi ha. Vậy thôi được rồi. Vậy anh mệt hả? Vậy thôi anh vô phòng nghỉ đi. Để em đi nấu cơm cho. Anh yên tâm đi. Cái em là đỡ rồi á, mấy anh khỏi theo xin. Hay quá em ơi, nãy giờ anh nghe cái profile của em anh bị lùng bùng cái lỗ tai á, xong tiện giờ nghe câu này lại giống như là anh thông não vậy đó em. Em làm hết việc nhà cho anh hả? Dạ. Hay quá, em gái của anh. Nếu như em không phải là em họ của anh sẽ coi em là em ruột của anh. Tuyệt vời. Dọn giùm anh. Dạ. Cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Em đạp con dán. Em sợ dán lắm. Hồi nãy nó vừa bò ngang đúng không? Em lấy cái chảo em phang một cái bang. Tiện dòng nó luôn. Em dùng chảo đập dán. Dạ. Khoan, chúng ta khoan nói về giá trị của chiếc chảo này đi ha. Nó mắc lắm. Thì con dán đó là anh nuôi, nó là động vật nuôi của anh, nó tên là Tiểu Cường. Ví dụ mà em có thấy nó, em nói nhỏi lỗ tai nó rồi mời nó qua chỗ khác đứng chơi ha. Còn không thì em dùng tay em phẩy nhẹ nó đi, chứ đừng dùng chảo nha. Anh không có tiền mua cái chảo mới đâu em, cái chảo đó mắc lắm. Cái gì đây? Ủa sao? Em giặt đồ. Em ơi, chỗ này là chỗ rửa chén nha em. Vinh ơi, em đâu rồi Vinh ơi? Tại em mới vui quê mới lên á nên là không biết chỗ giặt đồ đúng không? Dạ. Thấy cái máy giặt chưa? Dạ anh thấy rồi. Ừ, mốt giặt đồ chỗ đó nha, còn chỗ này để rửa chén. Ừ rồi. Khoan, có cái gì á thì kêu anh. Dạ. Đừng tự ý làm nha, đổ bể tội nghiệp anh nha. Chà, nay doanh thu cũng ổn quá anh hai. Mà sẵn em hỏi cái, nào giờ em mới biết á là hai anh em mình có đứa em họ bà con gần ghê. Gần ghê á, bắn chừng 8 cái đại bác chưa tới. Mà nó kêu là nó lên đi công chuyện công ơ gì của nó đó, xong việc rồi nó về, cho nó đỡ vài bữa đi. Thôi, nó muốn ở chừng nào nó ở. Với lại á, em thấy á, nhà mình cũng rộng, mà có bàn tay con gái vô nó phụ em mấy cái công chuyện trong nhà cũng đỡ cực. Nấu cơm nấu nước đồ. Mà tự nhắc nó nấu cơm nấu nước cái nó bụng quá anh hai. Mấy dao về cho mấy đứa nhỏ đi rồi xong rồi về nhà đếm tiền ăn cơm luôn. Nó bụng quá.
em có dặn nó làm gà gà xào sợi ớt á. Ồ, tâm linh với mày. Tao đang thèm món đó luôn á. Trời ơi, em của anh mà không lẽ không biết anh thèm gì. Đi 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 đi. Rồi về 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 về, đau bụng quá. Đâu? Nhà có trộm không anh ta? Biết. Đi vô kiểm tra coi có mất đồ gì không, còn không biết. Thảo, cái gì đây? Em hả? Đang làm món gà xào sợi ớt cho hai anh nè. Cái con gà nó cứ rình em, nó chạy trốn mà. Em phải giết nó đã đời nãy giờ á. Bây giờ hai anh về không? Bắt phụ em coi. Thảo. Em ơi, Sài Gòn có siêu thị và siêu thị có gà mần sẵn mà em. Thôi, siêu thị không có ngon đâu. Mấy cái gà sống này nó tươi ngon hơn. Baby, bây giờ hai anh phụ em bắt nó đi. Nó chạy đâu kìa. Thôi. Nào. Anh hai, cái lúc mà Thảo nó nói với em, nó phụ em làm công chuyện nhà, là em tưởng là một món quà đến từ dòng họ gửi cho anh em mình. Nhưng mà không ngờ không phải quà mà là quả. Trời ơi, nó phụ mình hay nó phá mình vậy trời? Nhà cửa sạch sẽ tươm tất, đồ ăn thì dọn sẵn. Ồ sao giống trong chuyện tắm cám cô tắm bước ra từ Hoạch Thị quá vậy ta? Anh hai bữa giờ có mua trái thị nào không vậy? Không, mày điên hả mày? Với ai dọn cơm mà dọn nhà vậy? Ủa? Hai anh về rồi hả? Trời ơi, em đợi hai anh nãy giờ luôn á. Vô ăn cơm đi, em nấu cơm hết rồi. Với lại nhà của em dọn sạch bông hết rồi. Mà bữa cơm hôm nay đặc biệt lắm á nha. Khoan. Anh hai nghĩ có nên ăn không? Không, nhìn cũng ngon á. Thử ha. Ngon nha. Đỉnh nha. Giỏi nha. Xuất sắc. Khác cái ngày đầu một trời một vực luôn. Tất cả là nhờ anh An á. Chứ ở dưới quê á, má em thương em lắm, cưng em nữa, không có cho em đụng móng tay móng chân gì hết á. Đúng vậy. Anh đồng ý với em, đợi không? Thời 4.0 nhưng mà con gái mấy cái này mình phải biết, hiểu không? Mấy cái này mình phải căn bản. Sao này mình còn lấy chồng nữa? Anh hai, cái này á là em xin nhận toàn bộ công lao, em nhận thẳng toàn bộ trách nhiệm về mình, em không ngại đâu, em không ngại. Tại vì sao? Tại vì bởi vì có em mới có bé Thảo ngày hôm nay. Công sức của em bỏ ra cả tháng trời đào tạo ra được một bé Thảo vô cùng đảm đang, công dung ngon hạnh, nấu bữa cơm ngon xuất sắc như vậy. Em xin nhận hết phần công về mình nha.
Em, cái bếp là của em luôn, em cứ đó anh về hưu. À, dạ không anh ơi, em có chuyện này muốn nói. Thôi nói cái gì, anh nghe là anh biết em muốn nói cái gì rồi. Bây giờ cái bếp sẽ là của em, cái phòng đó vẫn sẽ là của em cứ ở đây. Anh hai cản, anh hai im lên để em nói. Anh hai cản, bây giờ anh sẽ ủng hộ em hai tay hai chân, anh hai không cản được em đâu. Nè, nghe nó nói nè. Dạ anh, ý em nói là chiều nay em về quê á, cái bữa cơm này là cái bữa cơm đặc biệt để em cảm ơn hai anh. Chơi lừa thầy dối bạn vậy luôn, lừa thầy phản bạn vậy luôn. Làm được cho tao bữa cơm xong cái bây giờ bỏ về quê luôn, không đền ơn đáp nghĩa gì luôn. Ơi, để cho em nó nói cái đại cái miệng của mày quá trời à. Ê, dạ tại vì em có việc ở dưới quê á nên em phải về. Rồi vậy có quay lại không? Dạ có. Nên vậy, phải vậy. Ăn cơm đi. Trời ơi, sao anh không phụ em dọn nhà, phụ em làm việc nhà chút xíu đi. Anh hai ôm bấm máy tính hoài, chơi game hay gì vậy? Không có ai chơi game đâu cha, tao đang kiếm tiền mà. Kiếm tiền cái gì? Suốt ngày kiếm tiền xong đi kiếm vợ đi, kiếm chị dâu đi cho thằng em nó đỡ cực. Vậy sao mày không đi kiếm em dâu qua tao đi? Mày đi kiếm em dâu là ai làm việc nhà cho anh? Chứ giờ tao kiếm chị dâu cho mày, ai đi kiếm tiền? Thì bây giờ anh làm việc nhà cho em đi, cho em rảnh tay đi kiếm vợ được chưa? Rồi giờ tao làm việc nhà ai kiếm tiền, ai cho tiền mày ăn học? Chứ cái gì đó cũng được, giờ đã còn muốn nữa, giờ anh muốn cái gì? Tao có muốn gì đâu, tao chỉ muốn mày quét nhà lau nhà, dọn bếp nấu cơm, dọn toilet, dọn hai phòng ngủ. Không, em mệt rồi. Thì mệt nghỉ đi chứ làm tiếp. Cái gì vậy? Xin lỗi. Em kêu em lạnh thì anh ra anh lấy cái khăn anh quấn cho em nè. Để anh quấn lại cho, xin lỗi. Trời ơi, em nói em lạnh là em cần thứ khác. Anh động não đi, cho anh 10 giây động não đó. Không cần khăn hả? Rồi, biết rồi, thông minh mà. Em cần áo khoác đúng không? Đợi anh 3 giây có áo khoác liền. Trời ơi, không phải cái áo khoác, nhưng mà là cái áo khoác 36.5 độ, anh hiểu không? À, em cần cái áo khoác điều chỉnh nhiệt độ được á hả? Trời ơi, mấy cái đó anh đâu có mua được. Bây giờ hiện tại là đâu có sẵn đâu. Với lại á, ở Sài Gòn mẹ mặc mấy cái đó em ta em khùng á.